tại quận Cẩm Lệ, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng phối hợp với báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tặng quà cho nữ công nhân khu nhà trọ tự quản bị ảnh hưởng bởi lụt bão. Theo đó, 60 suất quà do báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ đã được đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh trao tặng tay nữ công nhân khu nhà trọ tự quản với mong muốn nữ công nhân cố gắng vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả lụt bão, tiếp tục lao động sản xuất vươn lên trong cuộc sống. Được biết dịp này, báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ cho phụ nữ khó khăn thành phố Đà Nẵng 300 suất quà với tổng trị giá 60 triệu đồng, cùng với đó là nhu yếu phẩm, thực phẩm. Theo lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, ngoài nguồn kinh phí vận động từ các cá nhân, trong quá trình xảy ra lụt bão, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cũng đã vận động nguồn lực tại chỗ để kịp thời hỗ trợ cho các hộ khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.